Vâng, em chào các bác. Hôm nay là có một cái chậu vị hoàng nó đang nở và nhân lúc lấy cây xuống để chuẩn bị gói hàng đi, đóng hàng đi cho khách thì em quay lại. Đây. Chậu này thì nó có 3 thân. 3 thân là một măng và hai mầm. Hai mầm này được khoảng 4-5 phân rồi. Đó. Cái lá này thì nó được 3 phân rưỡi đến 4 phân. Anh chị. Còn đây là toàn bộ cái cần hoa này, cần hoa đó. Rồi em sẽ đi quay chi tiết vào từng bông. Rồi, thì đây là những bông ở trên này, trên đầu cần thì nó nở được mấy ngày rồi, không biết là cái con châu chấu hay con gì nó cắn đây, nhìn nó hơi nhôm nhem. Đó. Thì em nhận xét thấy là hai cái cánh bên của những cái bông đầu cần thì nó vẫn sạch hơn so với những cái bông ở dưới này. Những bông ở dưới hai cánh bên của nó đây. Đó. Còn hai cánh bên của một hai bông đầu cần thì nó vẫn sạch hơn. Thế còn ba cái cánh đài của nó thì nó sạch hết. Ba cánh đài nó đều sạch hết. Còn hình thái lưỡi thì không thấy nó có gì khác mấy. Lưỡi vị hoàng nó có những cái đốm chấm, những cái điểm chấm đỏ. Cái điều là khi xuống những cái bông ở dưới cần thì những cái chấm nó giáp nhau hơn, nó xếp khít với nhau hơn anh chị. Đặt giống mà. Vâng, anh Khải anh gửi đó còn lại. Vâng, khi xuống những cái bông ở dưới ấy, thì cái cánh đài nó nhìn nó đây, xuống dưới nó đậm hơn. Cần này thì chưa nở hết, còn vài ba bông. Rồi, đấy là rất là chi tiết một cái cần vị hoàng.